trình được bảo trợ bởi Thẩm mỹ Hoài Anh Kali, chuyên phun thêu phun xăm thẩm mỹ 714-248-2725. Bác sĩ Nguyễn Nghị Luận 714-375-0333. Nhân quả tử vi định mệnh giáo sư Trí Đức 714-510-5451, 510-5451. Xin kính chào quý vị. Đài Lít Tô Sài Gòn TV chúng tôi hân hạnh trở lại với chương trình tử vi số mệnh hàng tuần ngày thứ sáu từ 2 giờ PM đến 3 giờ PM. Kính thưa quý vị, ngày hôm nay là ngày thứ sáu, ngày 17 tháng 3 dương lịch năm 2017, và ngày âm lịch tính là ngày 20 tháng 2, tức là ngày Quý Mão và tháng Quý Mão năm Đinh Dậu. Kính thưa quý vị, ngày Quý Mão của tháng Quý Mão đó là một cái ngày rất là xấu, bởi vì ngày và tháng trùng với nhau mà nằm trong cái thế tuế phá đối với cái năm nay là năm Dậu. Cho nên tất cả mọi sự buôn bán, điều đình, xuất vốn trong ngày hôm nay thật vô cùng nguy hiểm và đem lại những cái hậu quả không được tốt đẹp. Đó là mấy điều nhắn nhủ. Kính thưa quý vị, trong mỗi một tuần tư lễ chúng ta có một cái chủ đề của chương trình tử vi và số mệnh, và chủ đề của chúng ta hôm nay là một chủ đề tương đối lớn. Chủ đề nói về từ vận mệnh con người đến vận mệnh gia đình, đến vận mệnh quốc gia và thế giới. Đây là một chủ đề chung quy nói về số mệnh con người, số mệnh gia đình, số mệnh của quốc gia và số mệnh của thế giới. Kính thưa quý vị, như chúng ta đã hiểu rằng là mỗi người chúng ta đều có một cái định mệnh, một số mệnh rồi. Thì cái số mệnh đó là một cái program, một cái bản đồ, một cái sắp đặt sẵn, một cái dựa, một cái sườn của một căn nhà. Thì đó là cái con đường đi của chúng ta trong cái cuộc đời của mình. Và trong cái sườn đó, trong cái bản đồ đó, nó có những lúc thăng trầm, thành công và thất bại. Chúng ta cần phải nắm được cái vận mệnh của mình, cái bản đồ đó, thì chúng ta dễ đi đến sự thành công dễ dàng hơn. Kính thưa quý vị, vận mệnh của con người thì người trẻ bắt đầu từ tuổi 15 là phải lo đến học hành, và khi học hành xong ra trường và sau đó sẽ đi vào cái cuộc sống, đó là cái giai đoạn từ nhỏ cho đến 30 tuổi, ta gọi là cái thời lập thân, phải lo đến cái kiến thức con người, sức khỏe cũng như mọi thứ để chuẩn bị vào trần gian. Và khi đến tuổi từ 30 đến tuổi 60 tuổi, đó là chúng ta có khoảng 30 năm để mà vận chuyển, dùng tất cả những tài năng, cái kiến thức cũng như là cái học hỏi của trần đời để chúng ta có cái cơ nghiệp, cái cơ sở cho mình. Và sau 60 tuổi trở đi, tức là chúng ta vào tuổi đáo tuế. Đáo tuế tức là chúng ta đã tròn 60 năm của cuộc đời. Trong 60 năm đó, nó có đầy đủ tất cả những cái tháng ngày chu hành của nó đã hoàn tất, thì chúng ta biết rằng chúng ta trả được tất cả mệnh đời của mình hoàn tất được. Cho nên hầu hết chúng ta khi đến tuổi 60 trở đi, chúng ta giàu có, chúng ta biết rằng là chúng ta là sinh ra đời này là ở trong kiếp giàu có. Và nếu chúng ta ở trong cái giai đoạn của sự nghèo khổ và khó khăn, thì chúng ta biết rằng là chúng ta sinh ra đời, chúng ta đang trong cái cảnh của sự khó khăn và nghèo khổ. Và những giai đoạn cuối cuộc đời là những giai đoạn mà hầu hết chúng ta phải sửa soạn một đời sống nhẹ nhàng, trả tất cả những cái quá khứ và học hỏi tâm linh để mà sửa soạn cho một cái kiếp kế tới. Đó là nói về cái con người của chúng ta là như vậy. Kính thưa quý vị, trong phần chủ đề của chúng ta nói về vận mệnh con người, đến vận mệnh gia đình, rồi đến vận mệnh của quốc gia, và cuối cùng là vận mệnh của thế giới. Chúng ta nói thêm tí xíu về vận mệnh của con người, và sau đó chúng ta sẽ nói về vận mệnh của một gia đình. Vận mệnh của con người chẳng qua chỉ là một cái sự sắp xếp trong cái khoảng thời gian năm tháng ngày giờ sanh của chúng ta. Chúng ta có được năm tháng ngày giờ sanh, và yếu tố giờ sanh là một yếu tố quan trọng nhất để có thể xác định được cái chân mạng của mình, con người của mình. Và từ đó khi chúng ta biết được cái số mệnh cuộc đời của mình rồi, chúng ta biết những sự thăng trầm, giàu có, thành công, thất bại, để chúng ta nương theo cái điều kiện, cái thời gian, cái khúc đó để mà chúng ta sống cho một cách tốt đẹp hơn.
có cuộc đời rất thành công và có rất nhiều cuộc đời thất bại. Mà chúng ta phải nhớ rằng là 100 người đục, 10 người trong. Vận mệnh của người có thể xác định được là khoảng 10 người tương đối thành công và 2 người là xuất sắc và 90 người là thất bại. Nhưng chúng ta, tất cả mọi người hầu hết vào trường đời với sức học của mình, với cái tài của mình, với cái sự tin tưởng và tài năng của mình, ai cũng muốn bươn chải tạo sự thành công hết. Nhưng khi chúng ta gặp sự thất bại thì lấy làm đau buồn. Xin các bạn vẫn bình tâm, thất bại là mẹ thành công. Chúng ta vẫn cố gắng để tiếp tục chiến đấu. Nhưng nhìn cái sự thất bại của chúng ta, phải nhìn lại cái bản đồ của chúng ta. Chúng ta biết lúc nào chúng ta sẽ thành công, lúc nào chúng ta sẽ thất bại. Như vậy nó sẽ tốt đẹp hơn cho vận mệnh của một cá nhân. Và kính thưa quý vị, nói về vận mệnh của một gia đình thì từ xưa đến nay, trong các môn tử vi, bói toán, phong thủy thì người ta luôn luôn lấy người chủ gia đình, là người đàn ông chủ trong gia đình, làm cái chủ vận mệnh của một gia đình. Và như chúng ta thấy rằng là ở trong xem về cái dương trạch, người ta thường thường chọn cái tuổi cung phi của người chủ gia đình để, vì người chủ gia đình là người làm chủ vận mệnh của mình. Đó là cái nguyên tắc chung. Tuy nhiên chúng ta phải nhớ rằng sở dĩ người ta lấy cái người chủ gia đình để làm cái nền tảng sự thành bại của một gia đình dựa vào cái cung phi của cái người đó sinh ra. Và như thế có nghĩa là cái người mà làm chủ gia đình đó là sẽ dẫn vận mạng mình thành công thất bại như thế nào. Tuy nhiên trong một vài trường hợp rất hiếm, có những trường hợp mà người vợ mới chính là cái người làm chủ gia đình để lo mọi sự có cái, trong khi người chồng có thể là ốm đau hoặc đi xa, không làm chủ cái vận mệnh của gia đình được, có khi phải thay thế hoặc là bị tàn tật, bị tai nạn vân vân. Thì lúc đó chúng ta phải xem cái cung phi của người vợ, vì người vợ đã đứng ra để lo tất cả những cái sự thành bại của một gia đình, cái sự tiến hóa của một gia đình như thế nào. Và sự thành bại của một gia đình nó rất là nặng nề cho đến cái người chủ, vai trò của người chủ gia đình cùng với người vợ. Và như thế chúng ta hiểu rằng là nếu mà những cặp vợ chồng mà thường thường có những cái cuộc ly dị, ly hôn vân vân, không hòa hợp nhau với đời sống nữa, thì cái vận mệnh của gia đình, các con cái rất khó thành công, nó dễ đi đến cái sự gọi là thất bại. Cũng như là vận mệnh của cha mẹ mình mà ở trong một cái vai trò tốt, ở đạo đức hiền lành tốt đẹp, phúc đức lớn, thì con cái dễ thành công. Đó là nói về vận mệnh của gia đình là như thế. Để đây tôi xin phép vào phần giảng giải lá số tử vi. Kính thưa quý vị, xin quý vị gọi vào số 714-893-3264 là số của Tổng đài Lý Thuyết Sài Gòn. Chúng tôi nhận giảng giải định mệnh số tử vi. Xin lặp lại số phone quý vị gọi vào, đó là 714-893-3264. Đó là số của Tổng đài Lý Thuyết Sài Gòn. Còn riêng số sale của phone của tôi, 714-510-5451. Xin quý vị gọi vào những giờ khác, 714-510-5451. Đó là số điện thoại riêng cá nhân của tôi. Tôi xin phép mời người thứ nhất. Xin cho biết năm tháng ngày giờ sanh của người gọi vào ạ. Alo. Vâng, xin cho biết năm tháng ngày giờ sanh ạ, dương lịch. Alo. Vâng, xin cho biết năm tháng ngày giờ sanh, dương lịch. Alo. Alo. Đọc năm tháng ngày giờ sanh đi ạ. Dạ thầy. Cô bị cái echo là bởi vì cô nghe tivi đó. Cô tắt tivi đi rồi cô. Dạ ngày 9 tháng 5 năm 1993. Dạ ngày sẽ lúc mấy giờ? Sao lúc mấy giờ? 5 giờ chiều quá thầy. Sao lúc 5 giờ chiều? Kính thưa quý vị, tôi xin phép trình bày lá số tử vi của người nữ sinh ngày dương lịch là ngày 9 tháng 5 năm 1993, vào sinh vào lúc 5 giờ chiều. Người nữ này có mệnh, tôi gọi là mệnh vô chính diệu hữu bậc, và sinh trưởng ra trong một gia đình nghèo, và nó là nghèo.
nhưng để gia đình gọi là có cái cơ bản buôn bán làm ăn, nhưng mà chịu khó nghèo. Người nữ này là người nữ có cái vô chính diệu chiếu cái đồng lương, có xương khúc về. Đây là người nữ mà phải nói là cái tâm địa tốt, học hành tương đối vững vàng, sẽ học hành ra trường thành công đâu đó đàng hoàng, và sau này khi lập gia đình rồi sẽ có những cái thành tựu về đời sống cũng như con cái, nhưng mà không phải là sinh ra đời để mà tạo thành một cái người đại phú, sẽ có chồng có con và tương đối thành tựu, học hành ra trường và có vừa đi làm mà lại vừa có một cái nền tảng của kinh tế nữa, và đến cuối đời thì là cái người tương đối trung bình thành công và hoàn tất được cái vai trò của người vợ trong sinh ra đời, là một cái sự cố gắng đầy cố gắng để tạo cái cơ nghiệp cho mình, và cuối cùng là được trung lưu thành tựu. Là như vậy, xin cảm ơn. Kính thưa quý vị, chúng ta vào phần quảng cáo thương mại của đài, xin hẹn gặp lại quý vị trong phần thứ hai. Trong giây lát xin kính chào quý vị.